Nếu cuộc đời cho ta lựa chọn, đừng ngần ngại chọn sống lương thiện. Người xưa nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Con người khi mới sinh ra, ai cũng có tính cách thuần phát và thiện lương. Trong đường đời về sau này, khi cuộc sống để chúng ta lựa chọn, đừng ngần ngại, hãy trở thành những người lương thiện. Người lương thiện không phải là người yếu đuối hay ngu ngốc. Người lương thiện là người luôn sống theo bản chất tiên thiên thuần thiện của mình. Đem tình yêu trao tặng cho người khác sẽ nhận lại tình yêu. Ở hiền thì sẽ gặp lành. Người lương thiện